Hello, xin chào các em đã quay trở lại với kênh YouTube của anh nha. Thì xin giới thiệu với các em trước màn hình các em đang xem đây là rất nhiều sao đồ chơi luôn các em này. Rất là nhiều sao đồ chơi luôn các em nha. Bây giờ anh sẽ giới thiệu tất cả các loại xe đây cho các em xem này. Ví dụ như là xe này đi. Đây, con xe này là một con xe bồn các em nha, nó có cái bồn phía sau này các em này. Và phía sau nó có một cái thang leo lên các em này. Đấy, các em thấy rõ chưa? Xe này chỉ có 4 bánh thôi các em ơi, 4 cái bánh xe thôi. Rồi bây giờ anh sẽ cho vào đây nha, cho vào trong cái khay này. Đấy như đó. Tiếp theo là chúng ta tới con xe bồn thứ hai nha. Con xe bồn thứ hai màu xanh này các em ạ. Các em nhìn nè, con xe sẽ tặng 6 cái bánh xe luôn các em ơi. Wow, rất đẹp luôn các em ạ. Bánh xe nó quay nè các em này. Wow, rất đẹp luôn các em ơi. Mặt kia các em nha. Wow, con xe này đẹp quá. Bây giờ anh sẽ cho vào trong này nha. Đây, mình đứng như thế này nha, mình làm như thế này. Mình đi làm đấy. Tiếp theo là anh xin giới thiệu với các em con xe bồn màu đỏ các em này. Đây nha. Nó như xe bồn màu xanh thôi nhưng mà đổi lại nó được màu đỏ thôi. Và nó có đèn tín hiệu ưu tiên các em này. Đây là tín hiệu ưu tiên các em nha. Rồi bây giờ anh sẽ cho vào đây. Cho vào trong khay này các em nha. Wow, rất là đẹp luôn. Tiếp theo bây giờ anh xin giới thiệu với các em, đây là con xe rác các em nha, con xe chở rác đây các em. Trên này có cái nắp các em này, chở được ở trong các em. Wow, biết sao cũng chở được các em ơi. Mặt kia đây, có 6 bánh xe luôn các em ạ. Wow, đẹp quá các em ơi. Rồi anh sẽ cho vào đây, anh sẽ review sơ những chức năng của các con xe thôi các em nha. Đây, mình cho xe bồn này ra đi. Chắc là đẹp luôn các em ạ. Làm yên đấy. Tiếp theo là anh sẽ lấy một con xe chở rác đây nữa các em này. Đây chúng ta có một con xe chở rác nữa các em ơi. Wow, nhìn nó đẹp hơn xe kia. Màu mè đẹp hơn các em ạ. Chúng ta có thể dỡ phía sau này, chúng ta nhìn vào bên trong được các em này. Thùng rác ở phía trong này các em này. Cho vào trong cái khay này các em nha. Xe này rất là đẹp luôn ấy các em ạ. Tiếp theo chúng ta đến xe chở rác mini. Xe bồn này mình ngã thôi các em này. Đó, chúng ta dừng lên. Wow, wow, mấy con xe nó biết chạy các em kia. Đây là con xe chở rác mini các em nha. Chúng ta sẽ cho vào trong này luôn các em này. Đấy, chúng ta sẽ cho đây trước cái con xe tải này anh em nha. Theo là chúng ta sẽ đến con xe cứu hỏa này. Đây là con xe cứu hỏa các em này. Wow. Đây là con xe cứu hỏa các em nha. Wow, rất là đẹp luôn các em ơi. Rồi bây giờ sẽ cho vào đây. Làm yên đấy nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con xe cứu hỏa nữa các em này. Wow, rất là đẹp luôn các em ơi. Chúng ta sẽ cho vào trong này các em nha. Đấy, mình sẽ sắp hai chiếc xe cứu hỏa này gần nhau các em. Tiếp theo là chúng ta sẽ có đây là bỏ con xe công trình này ra nha. Đây là con xe máy đào này, máy xúc này. Có nước ở trong đó luôn các em ạ. Đây là xe cứu hỏa các em nha. Xe cứu hỏa đấy. Rồi bây giờ anh sẽ cho con xe cứu hỏa này vào ở trong này. Đây, nó có tín hiệu nào này. Có bình xịt nước này. Có bình xịt chữa cháy này. Đấy, anh nói nhầm. Đấy, bây giờ anh bỏ vào đây nha. Xe cứu hỏa là anh sẽ để một chỗ các em ạ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến hai con xe cứu hỏa nữa. Đây là con xe cứu hỏa chứa nước các em này.
Đấy, nó có chứa nước ở trong này đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong này luôn các em nha. Wow, thế là chúng ta được này, đây 1, 2, 3, 4 xe cứu hỏa đó các em ạ. Đây là con xe cứu hỏa thứ 5 các em nha. Xe cứu hỏa thứ 5 này các em này, đấy nó có thể nâng lên được các em này. Rất đẹp luôn các em ạ. Rồi bây giờ chúng ta hạ cái bấm này xuống đây. Đấy, và chúng ta cho vào đây. Chúng ta cho vào đây nha. Đấy, trên con xe rác đấy các em ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy con xe gì các em nhỉ? Đây, một con xe tải này các em này. Một con xe tải này. Hai con xe tải này, hai con này giống nhau các em này. Đấy, hai con xe tải này rất là giống nhau luôn các em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào. Cho nó vào ở đây nha. Một cái khay này đấy, hai con xe tải đấy các em ạ. Ở đây chúng ta có một con xe tải nữa các em ơi. Xe tải màu xanh này. Và trên nó có chở một cái bi nữa các em ạ. Cái bi rất là nhỏ luôn các em ơi, rất là nhỏ và đẹp. Đây là con xe tải các em nha. Wow, con xe tải màu xanh rất đẹp luôn các em ạ. Này có một khoảng trống này. Để cho vào đây các em nha. Đấy. Rất là hợp lý luôn ấy. À, phía xa này chúng ta sẽ còn các con xe sau đấy. Xe này là xe trộn bê tông này các em này. Wow. Trộn bê tông này. Đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho con xe trộn bê tông này ở trên con xe tải này nha. Đấy, rất là hợp lý luôn các em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến con xe máy xúc này. Xe máy xúc này chúng ta sẽ để trên cái xe máy đục này đây các em nha. Đây, chúng ta để trên xe này. Wow, ngã rồi các em ơi. Ngã rồi thì chúng ta sẽ dựng nó lên. À, để đây các em nha. Chúng ta còn sót đây một con xe tải này các em. Wow, xe tải rất là đẹp luôn các em ơi. Wow, xe tải nó đẹp quá luôn. Quá trời đẹp luôn các em ơi. Đây, bây giờ anh sẽ cho nó vào đây các em nha. Đấy. Đây là một con xe cẩu này các em này, nó có cái rơ móc này các em này. Và đây là con xe cứu hỏa này, đây có bậc thang đi lên này. Và chúng ta có một cái vòi xịt đây nữa các em ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hai con này chồng lên nhau nha. Và chúng ta sẽ cho vào trong cái khe này. Rất đẹp luôn các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ có một con xe bầu ở đây các em này. Xe này với xe này, này hai con xe bầu nó giống nhau các em ơi. Bây giờ anh sẽ tháo cái remote của con xe này ra các em nha. Này, anh đã tháo ra rồi đây. Anh sẽ để đây. Đây là hai con xe bầu giống nhau các em này. Nhưng mà con này có vẻ xịn sò hơn này. Đấy. Nó cứng cáp hơn các em ạ. À. To hơn nữa. Rồi bây giờ anh sẽ cho con xe bầu vào trước nha. Đấy, cho con này vào đây. Wow, rất là đẹp luôn các em ơi. Tiếp theo đây anh có hai con xe đi hành này các em. Một con này. Đây hai con xe đi hành các em ơi. Hai con xe đua các em ạ. Rồi anh sẽ cho nó vào trong này luôn. Quá trời đẹp các em ạ. À. Đẹp quá. Con xe đẹp đẹp không các em ơi. Đây. Rồi. Video của anh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nha.